Hàng loạt chuỗi siêu thị tại Vương quốc Anh đã thu hồi toàn bộ số trứng và sản phẩm từ trứng bị nghi nhiễm fipronil sau khi có thông tin cho biết là khoảng 700.000 quả trứng gà nhiễm loại hóa chất này đã được nhập khẩu và phân phối trên thị trường của Anh. Vụ bê bối trứng nhiễm hóa chất fipronil có trong thuốc trừ sâu hiện đã lan sang 15 nước thành viên Liên minh châu Âu, Thụy Sĩ và Hồng Kông, Trung Quốc. Theo cơ quan quản lý, 700.000 quả trứng nhiễm hóa chất fipronil có trong thuốc trừ sâu đã được nhập vào Anh trong khoảng thời gian từ tháng 3 tới tháng 6 năm nay. Hầu hết số trứng nhiễm bẩn này đã được chế biến thành mayonnaise hay cho vào salad bán ở siêu thị. Tức là dù hạn sử dụng của trứng đã hết, hiện vẫn có khả năng sản phẩm chế biến từ số trứng bẩn vẫn được bày bán ở trên kệ. Rất nhiều siêu thị ở Anh đã tìm cách đối phó với cơn bão trứng bẩn ở châu Âu lúc này bằng cách là chỉ bán các dòng sản phẩm trứng nội trong nước. Trứng của Anh được đánh dấu đặc biệt ngay trên bao bì, dễ bắt mắt người tiêu dùng và để trấn an người mua rằng trứng này an toàn. Nhưng vụ bê bối ở Mỹ đến mức là có những người ở Anh thậm chí là dừng luôn việc dùng trứng trong các bữa ăn. Tôi sẽ không dùng các món ăn có liên quan đến trứng trong suốt những ngày ở đây. Dù có thể có giải pháp kiểm soát số trứng nhập từ châu Âu, nhưng ai biết được liệu có thực sự an toàn hay không? Nhiều người tiêu dùng Anh thì tỏ ra lạc quan hơn, nhưng vẫn thận trọng. Họ cho biết chỉ dám mua các sản phẩm trứng tươi có nguồn gốc trong nước, còn vẫn sẽ hạn chế đồ ăn sẵn và các sản phẩm có nguồn gốc từ trứng.